Xin được trân trọng giới thiệu ông Văn Trần Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Xin chào đón sự hiện diện của ông Philip Trussier, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của hàng nghìn cổ động viên đã có mặt tại sân vận động Lạch Tray ngày hôm nay. Ok. Chào vào là phòng gió phòng bên này thắng chính trước. Nghiêng.